Như các bạn có thể thấy thì mấy ngày qua là mấy ngày khá là điên rồ trong cộng đồng Skibidi Toilet, bởi vì đã có một tin khá dữ, đó chính là Đà Phu đã bị bắt cóc. Tuy nhiên cũng đừng hoảng hốt, bởi vì đây chỉ là một màn kịch do chính Stack và Creedcraft dựng lên để có drama và làm content thôi, chứ cũng không có gì hết. Điều đáng nói ở đây là trong màn kịch đó đã có nhiều thứ được lộ ra và chúng ta đã thấy được một số tập tài liệu quan trọng của Đà Phu về tập 77 phần 4, chẳng hạn như những thông tin về đặc vụ bí ẩn hay là nhiệm vụ của phe Astro đã được tiết lộ theo một cách vô cùng bí mật mà có rất ít người để ý được. Ngoài ra thì vẫn có một số điều bí ẩn trong tập 77 phần 3 mà mình nghĩ là nhiều người vẫn chưa khám phá ra. Chẳng hạn như việc bạn có biết rằng tại sao mà màn hình của Titan TV Man đã bị vỡ nát? Tuy nhiên nó lại nhanh chóng được lắp lại như chẳng có chuyện gì xảy ra hay không? Phải chăng Đà Phu đã bí mật thêm vào cho anh chàng này tính năng tự động hồi phục? Có rất nhiều thứ đang được chờ đợi chúng ta ở tập tiếp theo và nó chắc chắn sẽ là một điều rất điên rồ đấy nhé. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của Titan TV Man? Liệu anh chàng này có bất tử? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem thử chuyện gì đã xảy ra trong tập 77 phần 4 Skibidi Toilet nhé. Trước khi bắt đầu nói về tương lai thì hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về quá khứ, bởi vì để tiến về phía trước thì chúng ta cần phải nhìn lại phía sau. Nếu như chúng ta nghĩ một cách logic thì những Titan của mỗi tộc cần phải kết hợp tất cả các công nghệ của mỗi tộc. Ý mình ở đây là họ nên mượn những ý tưởng phát minh của nhau chứ không phải là nhà ai nấy xài. Vì chúng ta đều biết thì TV Woman có một khả năng, đó chính là kiểm soát được cơ thể của kẻ địch khi cô ấy ký sinh lên người của chúng. Bạn có thể thấy là cô ấy đã khiến cho con Buzzsaw Toilet tự sát như thế nào trong tập 41. Và khi những khả năng của tộc TV Man có thể được tích hợp vào các Titan, kể cả là Titan TV Man, thì có lý do gì để anh chàng này không thể giành chiến thắng đâu, đúng không? Bởi vì lúc ấy Titan TV Man có thể kiểm soát được Juggernaut, và khi thành công được rồi thì ta chẳng còn biết con này làm gì, dùng chính con Juggernaut này để điều khiển nó và giết đồng loại của chúng. Điều điên rồ hơn nữa là trong lúc đó thì Titan TV Man đem cơ thể của mình về căn cứ và nhận nâng cấp, một cộng hai chuyện khá là đơn giản, đúng không nào? Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Titan TV Man lại không sử dụng kỹ năng này? Nó hoàn toàn là có thể diễn ra mà, phải không? Có lẽ Đà Phu chỉ đơn giản là quên mất điều đó, và đây có thể là một lỗ hổng trong cốt truyện, hoặc cũng có thể là Titan TV Man vẫn chưa có khả năng này và kỹ năng ký sinh lên người khác của TV Woman là độc nhất vô nhị. Nếu nhớ lại thì ta cũng được biết rằng Lord TV Man cũng có một kỹ năng độc đáo mà chỉ anh ấy có, đó chính là ngăn cản kẻ khác dịch chuyển bằng cách hút đi làn khói đen. Anh ta đã làm điều đó khi gã Scientist Toilet tính sủi khỏi căn cứ trong tập 70. Những bằng chứng này đều dẫn ta đến một kết luận rằng Titan TV Man đơn giản là không thể sở hữu những sức mạnh này, bởi vì nó là độc nhất. Nói đến những sức mạnh của Titan TV Man thì mình muốn nói đến nội tại của anh ấy. Nó không chỉ mang lại cho chính bản thân của Titan TV Man mà còn đem lại lợi ích cho đồng đội của anh ấy nữa. Đó chính là trong khi chiến đấu với con Astro khổng lồ trong tập 77 phần 3, màn hình chính của Titan TV Man đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Tuy nhiên Titan TV Man vẫn hừng hực khí thế và đấm liên tục vào mồm con Toilet kia, và rồi phép màu đã diễn ra khi mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc màn hình chính của Titan TV Man đã dần hồi phục lại và những mảnh vỡ nặng không còn nữa, thay vào đó chỉ là những vết xước nhỏ. Vậy thì điều gì đã gây ra sự hồi phục kỳ diệu này? Một số người có thể nghĩ đến công nghệ ăn cắp được từ phe Astro hoặc là những nâng cấp mới từ tiến sĩ. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì không phải vậy. Nếu như chúng ta nhớ lại những tập trước thì có thể thấy điều gì đó tương tự như thế này. Đó là trong tập 70 phần 1, khi Titan TV Man truyền năng lượng sang người của Titan Speaker Man thì bạn có thể thấy là chiếc loa bên phải ở trên người của Titan Speaker Man đã quay về đúng vị trí, hay nói đúng hơn là hồi phục lại trạng thái cũ. Và những hạt năng lượng màu đỏ bắt đầu xuất hiện dần lên xung quanh. Sau đó chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết. Titan Speaker Man vào chế độ Super Giga Charge siêu thịnh nộ và rồi hủy diệt mọi thứ. Từ đây ta có thể suy ra rằng năng lượng của Titan TV Man có khả năng sửa chữa những thứ hư hỏng nhỏ của vật chủ của nó. Ngoài ra nó còn tăng cường một chút do sức mạnh của họ nữa. Thật đáng tiếc là nó không thể chữa lành hoàn toàn những vết thương cho chủ thể thôi. Tuy nhiên nếu như vậy thì nó lại quá bá. Thế nên là mình nghĩ rằng như này thôi là cũng ổn rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì sức mạnh của tộc TV khá là vượt trội, phải không? Rõ ràng là so với hai tộc còn lại thì họ quá là ưu tú đi. Tất cả các đặc vụ, đặc biệt là mỗi người đều có riêng cho mình những kỹ năng nhất định, và thậm chí là đến Titan của họ được nâng cấp lên thì anh ấy cũng tỏ ra rất là cứng rắn. Và đặc biệt, nếu như mà họ chia sẻ công nghệ cho những người đồng đội của họ thôi thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là họ không hào phóng đến như vậy. Dù sao thì ta cũng hãy chuyển sang một vấn đề khác, đó là nói về con số 10124. Mấy ngày qua, người ta cứ đồn đoán về ý nghĩa của con số này khi mà Đà Phu liên tục đăng tải nó lên profile của anh ấy.
Hóa ra, đây là một chiến thuật marketing cho những sản phẩm được bỏ lên kệ trên shop của anh ấy. Nó không mang bất cứ một ý nghĩa quan trọng nào về mặt cốt truyện, ngay cả trong đa vũ trụ vẫn thế. Nếu như bạn còn nhớ thì mình cũng đã từng nói khá nhiều về con số này và có những dự đoán lẫn các giả thuyết về nó. Khi mà Đà Phu đưa câu trả lời về ý nghĩa của con số 10124 thì mình vẫn không thể tin được. Mặc dù cho anh ấy đã khẳng định là con số này không liên quan gì đến cốt truyện. Tuy nhiên có thực sự là như vậy hay không? Mình không nghĩ là vậy đâu, bởi vì cộng đồng Skibidi Toilet nước ngoài đã điều tra ra được một bí mật mà anh chàng này đã ẩn giấu. Các bạn hãy nhìn qua bức ảnh quảng bá cho sản phẩm của anh ấy xem. Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì đúng không? Nó chỉ đơn giản là những mô hình Skibidi Toilet thông thường mà thôi. Tuy nhiên thì người ta cũng đã tìm ra được một dòng chữ ẩn giấu ở dưới đấy. Và cụ thể thì nó ghi rằng một mối đe dọa đã được ẩn giấu đang trực chờ trong bóng tối. Điều này có nghĩa là gì trong cái bối cảnh này cơ chứ? Chúng ta có thể thấy những từ này trên một tấm áp phích bao gồm các đặc vụ và những con toilet. Ngoài ra thì cụm từ Skibidi được viết khắp nơi. Tuy nhiên thì dù cho có nghĩa thật kỹ thì nó cũng không ra được ý tưởng gì. Có lẽ là nó cũng không chứa những bí ẩn gì nhiều cho lắm ngoài dòng chữ bị ẩn giấu mà mình vừa nói cho các bạn. Vậy nên mình quyết định phân tích cụm từ. Ta hãy bắt đầu với cụm từ mối đe dọa bị ẩn giấu. Nếu như chúng ta nghe được những cụm từ này như thế này thì ngay lập tức trong đầu ta sẽ nghĩ đến là phe Astro phải không? Bởi vì đám Astro là những phản diện còn mới và chúng luôn ẩn mình để quan sát. Tuy nhiên thì giờ đây nó còn thú vị hơn, bởi vì ai đang thực sự ẩn náu? Tộc ghế, đặc vụ bí ẩn hay Titan Cameraman? Đây là ba nhân vật ẩn náu mình và có thể được xem là một mối đe dọa giống như cụm từ mà ta đang phân tích. Nếu là Titan Cameraman thì anh chàng này hiện tại không thực sự gây ra được mối đe dọa nào, bởi vì anh ấy đã mất tích mà còn mất tích trong tình trạng bị thương rất nặng. Vậy nên ta có thể loại anh ấy. Tộc ghế thì chỉ mới xuất hiện trong một khoảng thời gian gần đây và chúng hiện tại còn đang tỏ ra thân thiện bằng cách giúp đỡ cho phe Skibidi Toilet và phe Liên Minh nữa. Vậy nên còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận đó là một mối đe dọa hay không. Vậy thì sau khi loại trừ ra, ta chỉ còn lại đặc vụ bí ẩn mà thôi. Đây là người đã để lại rất nhiều manh mối và lớn cử viên chính cho cái mối đe dọa đang ẩn giấu này. Tiếp theo chúng ta hãy xét đến cụm từ còn lại, ẩn náu trong bóng tối. Chẳng phải đặc vụ bí ẩn là người phù hợp nhất với cụm từ này hay sao? Anh chàng này đã ẩn mình trong bóng tối được một thời gian rất lâu rồi, mặc dù bộ phim đã trải qua được rất nhiều tập. Tuy nhiên chỉ mới gần đây thôi, ta mới có được thêm những thông tin ít ỏi về anh ấy. Vậy nên cụm từ này không ai khác chính là đề cập đến đặc vụ bí ẩn. Tuy nhiên, với một người đang âm thầm giúp đỡ cho phe Liên Minh chống lại phe Toilet lẫn phe Astro trở lại thành một mối đe dọa được, có lẽ đó là việc anh chàng này đang ẩn náu đến từ cả hai phe, phe Toilet lẫn phe Liên Minh. Hơn nữa, hành tung của anh chàng này cũng khá là khó hiểu, khi mà mặc dù bảo rằng anh ấy đang giúp đỡ phe Liên Minh, nhưng anh ta chỉ giúp khi mà anh ta muốn giúp. Nó như kiểu anh chàng này chỉ giúp khi nó thuận lợi cho kế hoạch của anh ta mà thôi. Chưa kể tới việc anh ta đã từng có mặt tại phòng thí nghiệm Alpha Hill này, nơi mà anh đã phát hiện ra cái ánh sáng từ lõi của tộc camera phát minh từ đâu. Điều này nói lên rất nhiều thứ. Người đàn ông này có mặt ở khắp mọi nơi, anh ta nhúng tay vào rất nhiều thứ, nhưng không một ai thấy hay biết gì về anh ta cả. Việc là bạn hay là thù cũng vẫn còn đang rất mơ hồ. Nếu như chúng ta nhớ về những cuộc phỏng vấn với Đà Phu về cốt truyện sau này của bộ phim, thì ta có thể nhận ra rằng có khả năng cao đặc vụ bí ẩn sẽ trở thành kẻ phản diện chính của series này sau khi hạ được đám Astro. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất thú vị nếu như ta thảo luận về những thứ mà người đàn ông này đang lên kế hoạch, đúng không? Trong một buổi stream của Stack, người bạn thân của Đà Phu, anh chàng này đã xô ra tấm ảnh chụp màn hình từ máy tính của Đà Phu và nó đã lộ ra khá nhiều tập tin quan trọng. Đọc những tiêu đề này thì mình cảm thấy có phần hơi rợn người, bởi vì các bạn có thể xem, tập phim đầu tiên có tên là Đặc vụ bí ẩn, tập tin đầu tiên có tên là Đặc vụ bí ẩn, tập tin thứ hai có tên là Chiếm lấy thế giới và điều quan trọng là một tập tin có tên là Tất cả loài người nên chết hết đi. Hãy nghĩ về những tập tin này, chẳng phải nếu liên kết lại thì những cái tiêu đề này đang được đề cập đến mục đích hiện tại của đám Astro Toilet đang làm ở trái đất hay sao? Bởi vì ở tập 77 phần 2, chúng đã giết loài người không thường tiếc và thậm chí đó cũng có thể là mục đích của đặc vụ bí ẩn nữa. Mặc dù đúng thật là hiện tại, ta chưa có bằng chứng nào rõ ràng để kết luận. Nhưng như vậy rất có khả năng là sau khi đánh bại được đám Astro Toilet thì anh chàng sẽ chuyển sang công việc chinh phục trái đất bằng việc trước đó anh chàng đã tạo ra những con robot rồi và đó chính là những chủng tộc hiện tại trong bộ phim. Tuy nhiên anh ấy biết được điểm yếu, điểm mạnh của mỗi tộc, vậy nên anh ta sẽ đánh bại họ dễ dàng và thậm chí là dùng họ để thực hiện mục đích tàn ác của mình. Mình sẽ không quá bất ngờ nếu vào một ngày nào đó đặc vụ bí ẩn nói câu Human must be die, giống hệt với cái tiêu đề của tập tin từ máy tính của Đà Phu đâu. Mặc dù cái drama giữa Stack
Riffraff và Dafu hiện tại, nó đang không liên quan gì đến tập mới, nhưng chắc chắn một điều rằng họ đang marketing cho một dự án nào đó, và nó có những cái easter egg cho người xem chúng ta đấy. Ngoài ra thì trong bức ảnh này còn có một tập tin nữa có tên là Cốt truyện cho tập 80 đến 90, nó chỉ là một tập tin mà thôi, và ta chẳng biết trong đó có gì, chỉ là một tấm ảnh chụp màn hình. Thật đáng tiếc, hy vọng rằng sẽ bằng một cách nào đó, Stack có thể moi được thông tin này cho người xem chúng ta. Nếu được vậy thì quá tuyệt vời rồi phải không nào? Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.